Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của gia đình Halina. Thì hôm nay Halina sau khi làm xong cái hè đằng sau nhà rồi, thì ở đây là cái vườn cây mà Halina chăm sóc trong khoảng hơn 2 tháng nay. Thì Halina muốn chia sẻ cho mọi người xem cái vườn cây của hiện giờ nha. Và đây này cả nhà, ở cái chỗ này, đây là nhìn tổng thể cái vườn nè. Cái này là vườn đằng sau của gia đình mình nha. Thì ở đây Halina có trồng là cái mồng tơi nè. Đó, mồng tơi mà nó lên múc múc cái kìa. Cây nó không được mập nhưng mà nó cũng tốt lắm. Trồng chỗ này nhiều nè, nhưng mà tự nhiên mấy chó nó dặm hết mấy chỗ không có cây là chó đạp hết rồi đó. Halina phải rào nó lại. Cả nhà coi mấy cây mồng tơi thương không? Cái này mà ăn lẩu hoặc nấu canh ngon lắm á. Hả? Bên này là rau kinh giới đó. Ha. Đó, đây là rau kinh giới. Nhớ thấy rau kinh giới không? Mỗi thứ Halina trồng 10 ô, tại vì ông xã Halina với Halina mình ngăn từng cái một ô giống vậy nè. Mình ngăn từng ô, mình ngăn cái cây giống vậy đó. Đó, mình ngăn giữa khúc cây về từng ô. Ở đây thì Halina có trồng cây nho. Cái này là cây lựu, chuyển qua đây rồi, nó là cây lựu nha. Đó. Ở chỗ này thì mình trồng rau kinh giới. Đa số những cái cây giống trong vườn Halina đa số là mình tự để giống lại năm trước á, năm sau mình trồng, chứ Halina ít mua giống lắm, hầu như là hiếm lắm. Kinh giới này là của đằng trước Halina đem ra đằng sau trồng đó. Cả nhà thấy kinh giới tốt lắm luôn. Đó, kinh giới. Cả nhà thấy không? Tốt lắm ha. Cao, ôi là cao luôn á. Ở đây là cây rau cần nha, cần tây. Ở cần này á ha, mình xào mực gì ăn cũng ngon. Halina trồng mấy tháng nay vẫn lên bông rồi. Halina để làm giống luôn. Đó. Cả nhà coi nè, rau kinh giới nó tốt kìa ha. Đây là có hai cây xà lách giờ cũng ra bông rồi, thì năm sau Halina lấy hạt trồng. Trong này đây là hai cây bí, chỉ có hai cây này Halina mua nè. Mua có hai cây trồng thì vẫn tốt kìa không cả nhà. Trái thì nó to như vậy luôn á, cả nhà coi nha. Trong này có nhiều trái lắm đó nè, cả nhà thấy không? Trái to bên kia nữa. Bên này cũng có trái. Trái này cho nó to chà bá ở trong nè, cả nhà thấy không? Đó. Hôm qua thì coi trái bên này đi. Ở đây là có cây táo ở trong này nha. Cái này là trồng kêu kiểu tiết kiệm á, chỗ nào trống thì mình dắt cây vô. Tại nó đây có cái bông táo này nè. Táo có bông rồi, cả nhà thấy không? Đó. Táo này là táo ngọt, táo Fuji á. Đây, cả nhà coi mấy cái trái này khổng lồ, bí khổng lồ luôn nha. Nè, chỗ nó to lắm luôn á. Nó to gấp 6 7 lần ngoài chợ luôn cả nhà. Halina giặt hết cơ mình luôn, mấy cái bí bự và bá luôn. Trong này nữa nè, Halina thu hoạch một lần rồi chứ. Mà nó còn nè. Đó. Đây nữa nè. Mấy trái này mới ra mà bự cho bá vậy nè. Đó, mới ra mà to vậy đó. Chùm chùm trái đây nè cả nhà thấy không? Nè. Trái cả chùm chùm lên cái đọt luôn á. Đó. Trong này nữa nè, bự không? Cho mình coi nha. Đó. Cái này thấy trái to không? Quá to luôn, vừa to vừa dài luôn. Cái lá này á mình ăn, mình cắt, mình xào tỏi ăn cũng ngon, y như là cái đọt bí vậy đó. Nó tốt dã man ha. Còn bên này thì cả nhà. Đây là mấy chậu dâu tây Halina cũng bứng đằng trước đằng sau trồng luôn. Cái này là toàn giống ở nhà không nha. Hồi đó mua giống có hai cây dâu thôi mà vậy đó, giờ trái quá trời luôn. Mà dâu tây ra rất khỏe, trái rất là ngọt nha. Nó ngọt mà nó ngon lắm. Hoa quá trời này nha nè. Đó. Đây nó còn hoa một đống luôn nè. Hoa nè, trái nè. Nó còn ra ngó nữa, hình như là để lấy ngó mai mốt mình mua thêm. Đó. Mình mua thêm chậu về. Đó, cả nhà thấy không? Đó. Mình mua thêm chậu về mình cho nó ra, trái quá trời luôn. Trái bự không? Trái to lắm nha, ăn ngon lắm, dâu này thơm mà ngọt. Mấy cái ngó ra quá trời luôn nè cả nhà. Trái nè. Ở đây nữa. Cây nào cũng có trái, cũng có ngó hết á. Trái nào cho nó ra to luôn á.
Đó, cả nhà thấy không? Cái chậu dâu tây của Alina. Alina mê dâu tây lắm. Trong gia đình ăn thì mình cũng thích ngắm. Nhiều con ăn nhưng mà nhiều lúc nhiều lắm mình cũng ăn luôn nè. Cả nhà thấy không? Bự, trái to là to luôn. Cây khỏe. Đó, Alina lấy cây từ những cái này nè cả nhà, từ những cái ngói giống vậy nè. Đó. Cái này không đụng đất mà nó cũng ra trái nè. Đủ biết là nó khỏe đến mức nào ha. Alina chỉ dùng cái đất trong chậu thôi đó nha. Đó, cả nhà thấy trái không? Trái bự bự không à? Nè. Đó. Ngó nó ra quá trời luôn nè. Em Alina cắt ra cho ra chậu mới. Ê, con đừng đạp mấy cây của mẹ con. Bi á con. Cây này thì hơi yếu nè. Mấy cây nào đó Alina trồng nhỏ như vậy nè, mà trong vòng 2 tháng mấy nó lên bự như vậy đó cả nhà. Đây là cây vải. Trái rụng hết rồi, tại mùa đầu tiên á. Đi ra con, đi ra chỗ cây nắng con. Con lại chỗ mát chơi đi. Giờ mới 9 giờ rưỡi sáng thôi mà nó nắng ghê không? Baby. Ừ. Đây mình có chêm vô mấy cái cây húng quế. Nó sống rồi đó. Trong này thì đang ương cây bơ. Mấy cây vải nó, cây vải này nó đang đâm chồi rồi cả nhà. Nó đâm chồi rồi đó. Còn ở đây là cái rau, rau này là người ta hay ăn với sushi á. Cái này tía tô xanh ăn với sushi của Nhật á cả nhà. Nhưng mà Alina ít ăn á, để ra bông quá trời luôn nè. Nó ra bông rồi đó. Và đây nha, đây là cà chua. Cà chua bi. Cái này cũng là cái cây mọc từ đằng trước, Alina nhổ ra đằng sau trồng. Cho cả nhà xem trái nè. Trái bự 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 không? Bự lắm luôn á nha. Nè, trái của nó nè. Trái nhiều lắm. Đây Alina ngồi dưới này cho coi nha. Đây nè. Cái nhà bi nhưng mà cũng bự lắm á nha. Trái thì bên đó qua bên này luôn. Nhiều. Cả nhà. Trái nè. Đó, cả nhà thấy trái nè. Quá trời trái luôn. Đó. Trái. Mà nhìn như này mình thấy quá trời luôn nè. Đó, thấy trái à. Đây nữa nè. Ồ, trái này sắp chín rồi cả nhà. À, nó sắp chín rồi nè. Thấy không? Nó bắt đầu vàng rồi. Sắp chín rồi. Nhiều lắm. Đó. Nó chùm trồng cái cà chua này ăn quanh năm luôn. Mà hả, Alina cả năm không cần mua ngoài, cà chua ngoài chợ luôn á. Tại mình nấu bún riêu, mình kho cá hay là mình nấu canh chua, hay mình ăn với salad cũng ngon. Tại vì cái cà chua này rất là dễ ăn. Quá trời trái luôn cả nhà. Nhiều lắm. Nè, trái trong này chi chít luôn. Thấy không? Đằng trước nhà cũng có cà chua nữa. Hay đây nhổ ra nhà không hết. Đó, bên kia cà chua nè cả nhà. Cà chua đầy luôn nè. Ở đây là có cây bầu nha. Có cây bầu này cũng có trái rồi cả nhà nè. Đó. Mà bầu này là bầu tròn. Giống bầu dài năm nay Ly nào không trồng. Cây bầu này tự mọc lên. Rồi mà mình hả, bỏ phân cho nó luôn. Đó. Bầu tròn. Có trái rồi ha. Còn đây là cây dưa leo nè. Trồng 3 cây mà con chó nó đạp hết 2 cây. Còn có 1 cây à. Uổng quá. Lần tiên Alina thấy trái dưa leo mà to vậy không? Là nhà xem nó to không? Nó to gần bằng cái tay của Alina rồi nè. Đó. Trái dưa leo bự ghê không? Cái này còn ra mấy trái nữa nè. Đó. Dưa leo. Ở trên này còn ra thêm trái nè cả nhà thấy không? Nó ra thêm trái đó. Ở đây thì Alina gieo cái cải. Cải này cải xanh nha. Cải để mình ăn bánh xèo á. Ăn rau sống á. Cải cay á. Tiếp theo ở đây là cây đào. Lần trước mua về bông nhiều lắm mà mình mới trồng á. Nên nó hơi yếu. Năm ra là nó rụng hết rồi. Còn lại gục mười mấy hai chục bông thôi. Ở trong này Alina đang ương mấy cây mướp ngọt để mình cho lên vàng. Đây là cây đào nha. Ở đây là toàn là cà chua. Cà chua nó mọc tốt ghê luôn cả nhà. Không có đường đi luôn. Nè, không có đường đi luôn nè. Để đi là phải lên vén lên như vậy á. Trái nhiều. Trái nhiều lắm. Trái là chùm và chùm giống vậy nè. Nó tốt ghê luôn á. Ở trong này thì Alina là thanh long. 3 trụ thanh long nha. Thanh long mới trồng lại. Năm trước năm nay bắt đầu trồng, năm nay bắt đầu nó bén, nó ra nhánh rồi nè. Nó nhánh quá trời nè. Đó.
cái chuỗi thanh long này cả nhà thấy không? Đó ba chuỗi thanh long. Mà giờ cà chua mọc lên xung quanh quá trời luôn. Cà chua tốt quá trời luôn. Cà chua này cà chua bi không á nha. Năm sau Hà Lina tính trồng cà chua lớn. Năm nay cũng tính trồng á, nhưng mà thấy cà chua nhà mình nó mọc nhiều quá rồi. Cái Hà Lina không muốn mua thêm cà chua bự về trồng nữa. Nó mọc chung với gốc thanh long nè. Cây này thanh long này hơi yếu một xíu. Cà chua quá trời cà chua luôn cả nhà. Quá trời cà chua luôn cả nhà thấy không? Cà chua nó tốt ghê ha. Wow. Như vậy thôi chứ vô trong trái nhiều lắm nha. Nó tốt như cái rừng vậy đó. Còn ở đây là Hà Lina trồng sả, ba bụi sả. Cái cần ba bụi sả nha. À, cái này bị chó đạp quá trời luôn nè. Chó nó đi ra vườn nó đạp á, nhưng mà giờ bắt đầu nó lên lại rồi đó. Ở phía trước nhà cũng có sả rồi. Đây là mấy cây ớt chuông Hà Lina ngắt đọt rồi, nó vẫn đang phát triển. Cây ba cây ớt chuông này thì Hà Lina năm nay Hà Lina mua giống về ba cây, hình như là 4 đồng mấy á, đó, 4 cây, 4 cây. Có cây rồi dền mọc bậy mà bự không? Đó, nó bắt đầu ra bông rồi cả nhà. Ở trong này Hà Lina có trồng chen thêm mồng tơi nữa nè. Mấy cái bí nhìn mê ha. Hai cái bí này nhìn bự cho bá rồi, nhìn mê luôn. Đó. Còn đây là cái hàng bạc hà của Hà Lina. Hồi mới trồng lại chút xíu thôi nha, mà giờ nó mau to ghê không cả nhà. Nó bự lắm luôn á, bạc hà. Bạc này nè, mình nấu canh chua hoặc là mình ăn sống cũng ngon lắm. Mình thích thì mình muối dưa cũng được. Nè bạc hà đó. Tốt quá trời luôn. Bự, bự rồi, to. Ở đây là cây cam nha. Cam này là cam huyết. Cả nhà thấy trái không? Nhỏ nhỏ mà năm nay trái nhiều lắm á. Nó rụng rất nhiều rồi đó nha. Cỡ giống mấy trái này nè, sắp rụng nó rồi nè. Tại cây còn nhỏ mà ra trái nhiều á, nên nó không có đủ sức giữ trái lại nhiều đó. Nên năm nay là nó phải rụng bớt đi đó. Cái trái nè cả nhà. Trái nè đó, trái nè đó. Mấy trái này sắp rụng nè. Nó vàng rồi. Cây nó quằn xuống luôn rồi đó. Cái cam nhỏ nhỏ thôi mà trái nhiều ha. Đây là cây hồng nha. Hồng giòn nha cả nhà. Trời ơi, cây hồng này được trước trái nhiều lắm nha. Mà mấy nhà Lina có sóc á. Nó ăn sắp hết luôn. Ăn sắp hết cây hồng này luôn. Đó, nó ăn sắp hết rồi cả nhà. Giờ còn có ít trái thôi. Nhiều nhưng mà hả, không có nhiều như hồi đầu. Hồi đầu á, trái ti tỉ dày đặc luôn. Cả nhà thấy trái không? Nè, đó, trái nè. Thấy hồng giòn. Cái này cỡ tháng 8, tháng 9 là mình ăn được rồi. Đó. Trái đó. Trái nè. Đây nữa. Mấy cây thấp thấp này sắp nó cũng dễ ăn quá trời luôn à. Nhà thấy trái không? Đây này nè. Đó. Trái nhiều lắm. Trái này. Mấy cái này là nó ăn hết rồi cả nhà. Nó ăn hết, còn cái cuốn không vậy nè. Mấy sóc kỳ thì cái chứ. Ăn còn cuốn không vậy á. Có năm nó ăn hết luôn á cả nhà ơi. Không còn trái nào luôn á. Mà mình không biết làm sao để đuổi sóc đi bây giờ nữa. Ở đây cũng tiếp tục cà chua nha. Oh my god. Rồi cái kiểu này là chắc anh chó rồi đó. Anh chó anh dẫm vô rồi đây. Gãy luôn cái cà chua luôn. Rồi. Đây là Lina trồng bùn ngót nha cả nhà. Nó sống rồi nè. Mà tưởng có lặn mấy cây cà chua lên Hà Lina để mọc luôn. Đó, bồn ngót nó sống rồi cả nhà. Ở đây mình Mỹ này khó trồng bồn ngót lắm. Mà giờ mình trồng cây nào cũng sống hết, mừng quá trời nè. Thấy nó sống rồi không? Đó. Cây này, chó đạp gãy luôn cái này rồi hả? Phải không vậy trời? Buồn quá vậy. Rồi, anh chó đạp gãy luôn cái nhánh bồn ngót của Hà Lina luôn. Rồi xong. Chó hư quá. Cây này phải ghim nó xuống. Để cho nó lên, khổ ghê mấy chó này. Ừ. Trời, tạm đây đi. Ở đây là mấy cái mía nha.
Chị chồng Alina cho một cái mục mía đó, mà giờ mình trồng nó cũng lên được 3 cây rồi nè, cả nhà thấy ha. Đó, nó lên được 3 cây mía rồi nè. Đó. Vài năm nữa là có mía ăn rồi. Đó, 3 mục mía. Đây thì ớt. Rồi, mem chó dặm hết cái ớt của mình. Đó, lần trước mọi người thấy mấy cái ô này không, là để nó bao lại mấy cái cây này cho mình dễ bỏ phân bỏ tưới. Phía xung quanh này mình ngồi cũng được ha, mình ngồi cũng được. Đây là gốc hồng, thấy cái bát vô sớm quá con. Đây là gốc đào, còn trong này thì ông xã Linda đang ương. Cái này là bơ ương lên từ hạt nha, còn trong này đang ương bơ. Này là cây nhãn, cây nhãn mà không biết có sống không nữa, tại chiết nó ra tự nhiên nó bị chết. Mình bỏ vô chậu thì coi nó có sống không. Đây là cái khu vườn của gia đình phía sau. Năm nay thu hoạch cà chua là mỏi tay luôn rồi đó. Xem lại nha, góc này á, mấy cái ô này là cây đào nè, cây cam, cây hồng. Bên này thì mấy trụ thanh long. Bầu thì đã có trái. Năm nay không có làm dàn bầu cả nhà, năm sau thì Lina làm. Làm lại, tại vì cây này nó mọc chỗ này mình cho nó leo luôn. Chứ thật sự là không muốn cho nó leo lên thanh long đâu. Đây là cà chua. Trong này thì Lina đang ương mấy cái ngò. Bên kia xà lách, bên kia xà lách son. Đây cũng là cà chua luôn. Thấy cái bát. Early baby. Đó, cà chua ở đây. Đây thì có bụi nha đam. Nha đam này mấy năm rồi đó, cứ năm nào cũng để nó trong này nè. Đó, nó hơi chật chội một xíu. Thì đây là cái khu vườn phía sau của Halina. Đó. Hồi trước thì nó chỉ là một cái chỗ đất trồng tùm lum tùm la, bây giờ làm lại cái hàng rào, làm lại cái sân rồi. Chiều chiều cho mấy đứa nhỏ ra đây nó chơi cũng khỏe, mát mẻ lắm. Đó. À, phía trước là một cái vườn, phía sau là một cái vườn. Tính ra vậy chứ mỗi thứ một ít thì cũng nhiều lắm cả nhà. Halina chỉ trồng mỗi thứ một ít thôi. Cho cả nhà xem lại nha. Chim ở đây nhiều lắm, chim hót rít quá trời luôn. Halina xin dừng video tại đây nha mọi người. Và cảm ơn mọi người đã xem video hôm nay của gia đình mình. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Và để nếu yêu thích channel của gia đình Halina thì đừng quên bấm like, share hoặc là đăng ký video để ủng hộ cho gia đình mình nha. Xin chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Bye bye.